Làm cỗ ngày Tết lưu ý ngay các loại rau cấm kỵ với lẩu tuyệt đối chớ dại dột. Tết là thời điểm cứ hết cỗ bàn này sang cỗ bàn khác, hết món này lại sang món khác. Nhưng Tết là thời điểm khá là lạnh và thường không thể thiếu nồi lẩu để mọi người cùng quây quần và ấm cúng bên nhau. Có những thứ cấm kỵ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và mọi người chú ý nhé. Một là lẩu gà với rau kinh giới. Trong đông y thì thịt gà là vũ cầm, thuộc phong mộc về tạng can, còn rau kinh giới lại bị cay tính ấm, phá kết khí, có tác dụng hạ huyết ứ. Nếu ăn chung với thịt gà và kèm rau kinh giới với nhau có thể gây nên tình trạng chóng mặt, ù tai, run rẩy và ngứa ngáy trong đầu. Nếu không may bị ngộ độc, các bạn có thể pha một cốc nước cam thảo để uống giúp giải độc. 2. Lẩu hải sản với cà chua. Những thực phẩm giàu vitamin C thường rất là kỵ với hải sản, mà trong khi đó cà chua lại chứa rất là nhiều vitamin C. Khi vitamin C có trong cà chua kết hợp với arsen pentavalent có trong tôm, cua, sò, ốc tạo nên arsen trioxid, hay còn gọi một cái tên khác là thạch tín. Nếu ăn nhiều, lượng arsen này tích tụ trong một thời gian dài trong cơ thể sẽ dẫn tới là nguy cơ ngộ độc, làm tăng sắc tố da, ảnh hưởng đến thần kinh, gây nên các bệnh về gan, sảy thai, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. 3. Lẩu bò và rau mồng tơi. Trong đông y thì thịt bò mang tính ôn ấm, trong khi đó lại rau mồng tơi lại có tính hàn, vị chua, trơn nhầy. Mọi người ai cũng biết một điều là hai thực phẩm này trái ngược nhau, thường rất là kỵ nhau và chúng ta không nên kết hợp chúng lại. Nếu như không may kết hợp lại thì hai nguyên liệu này ăn với lẩu bò kèm với rau mồng tơi có thể khiến cho người ăn dễ bị đau bụng này, nhẹ thì đầy bụng, khó tiêu, nặng thì có thể gây táo bón.